hô răng cải thiện bao nhiêu phần trăm? Chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Có nhiều bạn nói với mình là hô răng thì có cải thiện được nhiều không? Thì một trong những cái cải thiện rõ ràng nhất của niềng răng, ngoài cái việc mà răng lộn xộn, thì hô răng là số 2 đấy. Vâng, hô răng thì nếu như chỉ hô răng thôi nha, tức là cái răng cửa nó bị chìa ra ngoài rất là nhiều á, thì cái việc mà chỉnh cho cái răng cửa nó hết chìa nó không quá khó nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy được là đẹp hơn hẳn, khác biệt hẳn. Bởi vì khi mà hô ra nhiều á thì không ngậm được kín môi này, cười lên thì nó bị hô này, hoặc là té thì cái răng cửa nó sẽ chấn thương đầu tiên á. Ví dụ như bạn này trước và sau khi niềng răng cửa, các bạn để ý ha, cái răng cửa nó rất là chìa luôn, sau thì nó hết chìa. Hoặc là như bạn này, các bạn thấy cái răng cửa nó chìa không? Được không ạ? Bên này cũng vậy nè. Thì cái hàm răng mà hô, nếu như bạn chỉ có hô răng không á thì cải thiện được nhiều, tầm 80% lận đấy. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về niềng răng thì nhớ đọc cuốn sách Hành trình niềng răng mới do chính mình làm tác giả nhé.